Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Sau một tuần thì không biết là mọi người đã tạm cố ghém lại cảm xúc của mình về câu chuyện của tuần rồi hay chưa. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là mọi câu chuyện được bày biện ở đây, chúng ta sẽ không đến với nó bằng cái nhìn phán xét. Bởi vì việc đúng hay sai vốn chỉ có người trong cuộc mới có thể lý giải được vì sao họ làm như thế. Tuy nhiên, ở vai trò của người quan sát và lắng nghe, chúng ta hiểu rằng việc của chúng ta quan trọng nhất đó là có một cái nhìn thấu cảm, có một cái lời lắng nghe, một cái sự lắng nghe mang tính động viên để mỗi người trong cộng đồng hiểu rằng là họ không cô đơn. Và đặc biệt quan trọng nhất là tất cả chúng ta nghe chuyện người và sửa chuyện của mình. Và tối ngày hôm nay thì không biết là chúng ta sẽ có cơ hội để được nghe chuyện gì và có thể sửa được chuyện gì. Ngay bây giờ thì mình sẽ đến với nhân vật của chương trình để có thể biết được chính xác điều đó nhé. Em chào chị. Chào chị Tô Nha. Dạ. Mình tên là Nhung, Nguyễn Thị Nhung, năm nay 60 tuổi. Wow, em không nghĩ là cái số tuổi đấy. Với cái giao diện này, em sẽ luôn hỏi mọi người một cái câu khi bắt đầu câu chuyện, đó là nếu như phải dùng một cái từ khóa ngắn gọn thôi để mô tả về câu chuyện mà mình sắp kể, để khán giả cũng dọn dẹp tâm thế để chuẩn bị đón nhận là tôi chuẩn bị được nghe chuyện gì, thì chị Nhung sẽ mô tả như thế nào bằng một cái từ khóa thôi? Câu chuyện của mình đó là một thời gian dài sống với lại một người chồng họ bị cái bệnh nghiện đỏ đen, với một cái quá trình rất là dài đã bao phen là mình có đủ hết tất cả những cái năn nỉ, cả hăm dọa cũng có. Nhưng cuối cùng thì mình mới biết là khi mà ai mà đã vướng vô cái con đường mà lôi đề rồi, họ không dứt ra được. Và mình là nằm ở trong cái số phận đó suốt cái chiều dài 20 mấy năm, để nó trải qua có những cái bi kịch cuộc sống cũng có. Nhưng cái cuối cùng đó là cái may mắn để mình có được một cái trải nghiệm cuộc đời đó, mình mới có được ngày hôm nay, gần như là được tu luyện qua 20 mấy năm đó. Em đang hình dung cái điều mà chị cảm nhận về cuộc sống hiện tại của chị. Nó không phải là việc thỏa mãn vì tôi đủ đầy hay là tôi đã quá tài giỏi, mà cái điều quan trọng ở đây là tôi biết sống nó hạnh phúc hơn như thế nào. Thế thôi, bây giờ mình sẽ đi đến cái đoạn đầu của cái câu chuyện, là phải đào hố thì mới nhảy xuống hố được. Đúng vậy. Chị có mô tả rằng là cái câu chuyện ngày hôm nay nó liên quan trực tiếp đến bạn đời của mình. Thì bây giờ mình sẽ phải quay trở lại để xem là mình đã phải kết nối cuộc đời của mình với cuộc đời người đó như thế nào. Cuộc hôn nhân của chị bắt đầu năm chị bao nhiêu tuổi chị Nhung? Mình quen anh ta là năm đó mình mới có 16 tuổi. Năm đó mình mới đang học cuối cấp 2 để chuẩn bị vô cấp 3 thôi. Dạ. Cái quen ở đây á là do nhà của ba mẹ mình gần nhà chị gái anh ta, anh rể của anh ta có một cái tiệm may, tại vì nổi tiếng là may đồ cho nghệ sĩ, thành ra là anh ta mới lên đó học nghề. Nghề hồi đó là cái tình trạng là học thi công là nhiều, thì anh ta học ở nhà chị gái để học thi công, cho nên là anh ta phải làm tất cả những việc khác ngoài cái việc học nghề. Thậm chí mình ở gần á, cái mình nhiều khi mình nhìn thấy cái cảnh mà anh ta bị anh rể á đối xử rất là tệ. Thậm chí có lúc là anh bực bội á, anh không thể trút lên ai khác ngoài cái người em vợ. Đôi khi mình có nhìn thấy anh ta cầm cái quần mà may đồ cho khách á, anh ta đập lên đầu của cái người này, của cái anh chàng này, chửi. Xong cái mình tự nhiên mình nhìn thấy tội nghiệp, nhìn thấy sao một người, tại sao một người mà người ta rất là chịu đựng, nhẫn nhịn để học nghề. Lúc đó mình cũng cảm thấy tại sao lại phải chịu đựng đến mức như vậy. Lúc mình còn nhỏ mình cũng không hiểu nhiều. Mình nói là tại sao anh phải chịu đựng cái hành động đó. Thì anh có nói là vì mình học thi công, cho nên mình phải chấp nhận những cái hình ảnh này và những cái vấn đề đối xử như thế này. Dạ. Để mình có được một cái nghề. Nói một tí với những bạn khán giả trẻ đang theo dõi chương trình, cái từ cụm từ là học thi công có vẻ như nó khá là xa lạ với các bạn sau này. Học thi công có nghĩa là các bạn đi học nghề mà các bạn không cần phải đóng tiền học phí. Và chính vì bạn không đóng tiền học phí cho nên cái người dạy nghề cho bạn á, họ muốn dạy lúc nào là họ dạy, không có giáo trình gì hết. Họ cũng không cam đoan được với bạn là họ sẽ dạy hết những cái bí quyết trong nghề đâu. Và cái công mà bạn bỏ ra đây là công dọn dẹp, công lau chùi, có nghĩa là bạn sẽ phải làm việc như một người giúp việc thực sự. Đúng rồi. Để rồi đổi lại là khi nào mà người ta cảm thấy vừa mắt thuận ý, người ta sẽ chỉ cho các bạn về cái nghề mà các bạn muốn học, thì có nghề may nè, nghề rèn nè, sửa xe, đủ thứ nghề hết. Thì đó là một cái bối cảnh dạy nghề của cách đây mấy chục năm về trước. Em cũng từng biết có một cái anh đó là anh sẽ phải giặt đồ cho cả nhà, thậm chí là giặt luôn đồ lót. Đó là rất là bình thường với cái người đi học thi công. Thì nói một tí để các bạn hình dung được cái sự quẫn ức, cái sự bắt nạt mà người bạn đời của chị đã phải chịu trong cái hoàn cảnh đó, để rồi mình lý giải cho là mình nhìn thấy, mình thương ảnh như thế nào. Mình thấy tại sao cái người này phải chịu đựng đến mức như vậy. Xong rồi sau đó là mình nhìn thấy anh chàng này, ngoài cái giờ học thi công ở tiệm, anh buổi tối anh phải về đến bệnh viện để nuôi ba bị bệnh nan y, rồi sau đó lại còn đêm đến về nhà phụ mẹ. Lúc đó là nhà anh có cái nghề làm đậu hũ, thì anh lại còn phải chờ cái thời giờ ban đêm về nhà phụ mẹ làm, để mà buổi sáng mẹ ra chợ bán để lấy cái kinh tế đó lo cho anh ta, ba anh ta. Thì lúc đó anh ta là con út, tất cả anh chị em trong gia đình là đã ra riêng hết rồi đó. Thành ra mình thấy là một người sao tốt quá. Thứ nhất là chịu khó học nghề bằng tất cả cái sự khổ nhục, rồi thương ba, thương mẹ. Đó là cái tuổi thanh niên là phải ham chơi, nhưng mà anh ta lại như vậy, cho nên mình rất là cảm động. Vậy mình thấy như vậy cái mình mới nói chuyện. Mà cái lúc đó mình lúc mình nói chuyện là mình cũng động viên và an ủi anh ta là nhiều. Có lẽ là anh ta thấy mình sao lại chú ý đến cái hoàn cảnh của anh ta, và mình có những cái sự động viên khích lệ như vậy, anh ta cảm tình với mình. Và lúc đó mình còn đang đi học thì mình chưa có nghĩ gì đến cái chuyện sâu xa, cho nên là mình cũng đã dè chừng, mình nói là đừng nói gì nha, nói mà mình suy nghĩ mà mình buồn á
là không được, là ảnh hưởng việc học. Anh ta xong tưởng sao, ít ngày sau anh ta vẫn nói, nói là anh thương em, anh muốn chúng ta là một cặp đôi. Thì mình thấy anh nói như vậy nó không chứ có giao kèo rồi. Nếu mà nói là nghỉ chơi, mà giờ nói rồi thì phải nghỉ chơi. Sau đó mình nghỉ chơi, nhà gần quá mà, gần cái chỗ anh ta học. Thành ra cái quá trình mình nghỉ chơi, mình vẫn những cái gì diễn biến của anh ta là mình vẫn nhìn thấy hết. Thì mình thấy là sau mình nghỉ chơi mà mình cảm giác anh ta là không khá hơn, mà thấy anh ta còn tệ hơn ở cái điểm là buồn hơn, hút thuốc nhiều hơn. Cho nên mình thấy như vậy, cái mình cũng tìm cách hỏi thăm. Thì anh ta có nói là anh ta buồn, buồn cái là do mình nghỉ chơi. Thấy như vậy cái tự nhiên lại thấy động lòng, lại nghĩ là cái năng lượng xấu đi thì không tốt cho cái cuộc sống. Tại vì anh đang gặp nhiều cái là không may rồi, thì mình chắc có lẽ là không nên là làm cho anh ta buồn thêm. Nghĩ vậy cái mà nối lại. Thì các lần quen sau nữa, thì tổng cộng thời gian từ lúc bắt đầu biết anh ta cho đến cái ngày mà anh ta quyết định lấy là 5 năm. Thì khi mà đám cưới đó, thì mình chỉ nhận định anh ta ở cái điểm là một người con có hiếu và một người chịu khó trong công việc để học về. Mà ở cái thập niên 80 á, gia đình anh ta thì nghèo. Tại vì tất cả các anh chị ra riêng hết, mỗi người có một số vốn nên gia đình anh ta không còn tiền. Thêm ba bị bệnh nan y mà ngày xưa không có cái khái niệm là bảo hiểm. Tất cả của cải trong gia đình đổ nó ra đi hết theo căn bệnh của ba anh ta. Gia đình mình lúc đó thì khá, nhưng mà mình không có quan trọng là tiền bạc. Thật sự trong đầu mình không có cái ý nghĩ về tình yêu. Mình không có ý nghĩ, mình chỉ nghĩ là sao thấy một người tội nghiệp như vậy mà họ lại gặp cái cuộc sống mà có nhiều cái trắc trở như vậy. Suy nghĩ duy nhất đó là quyết định đồng ý đám cưới. Mình có thấy rõ là anh ta có dành những cái sự ưu tiên hoặc là lúc nào gặp mình là cũng nói những cái lời lẽ rất là tình cảm như mình. Mà lúc đó thật sự cái tuổi mình nó còn nhỏ quá, không có đủ trí khôn để suy nghĩ, để phân biệt được là tình yêu hay là tình thương, hay là cái đó là cái mà cái người mà để cho anh cần cái lúc đó là cái người luôn động viên anh. Trong đầu mình chỉ suy nghĩ duy nhất là nếu bây giờ mà mình không có đáp ứng cái lời ngỏ của anh ta thì thế nào anh ta cũng sẽ tuột hết tất cả những cái hy vọng. Mình cảm chỉ mình nghĩ đơn giản như vậy thôi, có lỗi. Đúng vậy, mình có thấy mình có lỗi. Như vậy là đồng ý thôi. Năm đấy chị tầm khoảng 21 tuổi. 21, 22 tuổi. Ảnh là bao nhiêu chị? Ảnh hơn mình 2 tuổi. Gia đình mình lúc đó là đã linh cảm là, tại vì nói chung lúc đó mình ở trong gia đình mình gần như là một đứa gái cưng. Đi học không biết làm cái gì hết, nồi cơm không biết nấu, chỉ có ăn đi học với đi chơi thôi. Gia đình mình cũng cảm giác là sợ mình lấy chồng sớm sẽ khổ, bởi vì mình chưa được trang bị một cái gì hết. Thì gia đình có cản, mẹ mình có nói là mẹ nghĩ là con lấy là con sẽ khổ. Bởi vì những cái người chị của anh ở gần gia đình mình thì bà có nghe những cái giai thoại về những người chị này rồi. Nên bà có nói với mình là mẹ nghe là những cái lời nói về gia đình họ là không hay. Họ không phải là những người hiền, nên con lấy con sẽ khổ. Nhưng mà lúc mình gạt quá hết, mình cứ nghĩ là biết đâu được tụi con sống riêng, đâu có sống chung với người chị đó đâu, thì chắc là không có chuyện nó xảy ra. Cho nên chị đi như vậy, quyết định lấy thôi. Nhà mình lúc đó ba mình là nghề vét, nghề đồ lớn, giỏi. Thấy anh ta có cái nghề quần tee sơ mi thì thấy cũng ok. Thì nên nó cũng cùng nghề với gia đình, thì nghĩ là cái thời này mà một người thanh niên mà đi học thiết công rất cực khổ mà chịu khó để học được cái nghề. Cái lúc mà mình đồng ý lấy là lúc đó anh ta đã giỏi nghề rồi. Thành ra là gia đình cũng nghĩ là thôi thì gia đình không khá, nhưng được cái có cái nghề thì có thể là nuôi sống được bản thân cho hai đứa. Thì gia đình chỉ nghĩ là hy vọng ở cái điểm đấy thôi. Sau cái ngày đám cưới đó thì là một cái trang sách mới mở ra cho mình. Anh ta không phải là một người mà giống như ban đầu mình thấy. Có thể nói là giống như một cái bàn tay mà lật ngược lại. Tức là ngay sau cái ngày đám cưới đầu tiên thôi là anh ta đã đối xử với mình nó khác hẳn. Tức là không có còn coi trọng những cái gì mình nói. Tối ngày ngồi trên chiếu bạc chơi những cái trò như là domino hoặc là bài bạc gì đó ở những người hàng xóm, thì mình thấy là tại sao ở nhà có khách đem đồ tới may nhiều lắm nhưng anh ta không may, mà cứ suốt ngày ngồi trên với chiếu bạc. Thế mình cũng có nói, mình nói là anh phải về làm để mà lấy tiền cho sinh hoạt gia đình, bởi vì mình sống chung với mẹ thì bắt buộc phải có tiền đó lo cho bà. Nhưng mà anh ta không có chịu rời chiếu bạc. Thành ra mình mới nói là nếu mà anh không làm thì không thể có tiền cho em đi chợ. Nhưng anh ta mặc kệ. Mình đã rất nhiều lần về nhà làm nhưng mà không nghe. Cuối cùng mình đặt ra những cái nói dắt nói láo, ví dụ mình nói anh về nhà đi, có cái này có cái kia. Thì nhiều lần như vậy anh cũng không có về, vẫn cứ ngồi trên đi chiếu bạc. Mình còn cái nức cờ cuối cùng đó là mình nói anh à, anh về đi, ba em xuống. Anh nghe ba mình đến anh mới sợ, anh chạy về anh thấy không đúng, tức là không phải ba mình tới. Thế là anh từ nay trở đi không còn nghe mình nữa, anh vẫn chơi tiếp. Mình bí đường quá rồi. Lúc đó là mình kiếm tiền bằng đủ mọi cách để có tiền đi chợ. Nhà ở Tân Bình nhưng mà đằng sau nhà có một cái miếng đất. Thì miếng đất đó là bà để nước vô, xong rồi bà trồng rau muống, xong nó thành bèo. Xong rồi mỗi một ngày là mình phải lội xuống cái ao bèo đó, vớt cái bèo lên, xong rồi gánh vô xóm bán cho người ta, cho vịt ăn, cho gà ăn. Mặc dù là mình chưa bao giờ bước ra khỏi cửa mà chứ không có dép. Nhưng mà lúc đó mình nghĩ là cuộc sống mình phải làm, mình phải chấp nhận, không có than thở. Thì mình chỉ nghĩ như vậy rồi mình lội xuống ao bèo, vớt bèo đi bán. Mình thấy nói không được, dùng cái cách của mình hết được rồi. Một hôm mình nói với mẹ anh, mẹ ơi, con không còn cách nào để nói anh về làm để mà kiếm tiền để con đi chợ. Thật sự một ngày mà mình bán nhiêu đó bèo là mẹ cũng biết là không có đủ tiền để trang trải. Còn một cái cửa cuối cùng là anh còn nghe mẹ. Thôi bây giờ mẹ giúp con, mẹ nói anh về làm. Bây giờ đồ người ta đưa nhiều lắm mà anh không làm thì con không có tiền đi chợ. Thì bà nói với mình một câu, kệ nó, để nó chơi đi. Kêu nó về làm chi, hàng xóm lại nói nó sợ vợ.
Trời ơi, mình nghe cái câu của bà nói lúc đó là mình cảm thấy là không còn cái chỗ nào để bấu víu. Bà nói như vậy là thôi rồi, cái cửa sống là hết rồi. Trên bàn trước mặt bà có một cái lọ thuốc xuyên tâm liên. Cái thập niên 80 là hay có thuốc xuyên tâm liên để chữa mọi thứ bệnh đầu. Chữa bất bệnh. Chữa bất bệnh, cả đau răng, cả đau bụng mình chữa hết. Tự nhiên mình tuyệt vọng đó, mình cầm lọ thuốc mình uống luôn. Giống như mình cảm thấy là mà lúc đó mình không có nghĩ là cái thuốc nó không có tác dụng, tại vì nó chỉ là cây cỏ thôi. Nó cầm lọ thuốc mình uống hết. Bà nhìn thấy mình uống xong bà mới gọi em, bà mới nói đi về đi, uống thuốc rồi. Anh nghe như vậy anh mới chạy về. Anh chạy về thì anh đưa mình, anh chở mình ra ngoài bệnh viện. Thì người ta nghe uống thuốc xuyên tâm liên thì người ta cũng chỉ cho mình một cái mũi thuốc giải. Xong người ta kêu về nhà nấu nước đậu xanh lên uống là xong. Sau cái trận đó thì anh cũng ở nhà được một ngày hai ngày, nhưng mà sau đó rồi lại đâu vào đấy. Lúc đấy là cưới được bao lâu rồi chị? Năm thứ nhất, trong năm đầu tiên. Thấy như vậy mình mới cảm thấy là mình phải đối mặt với sự thật và đối mặt với lại cái cuộc đời của mình, không làm gì khác hơn được. Vì mình đã thử cái cả cái mạng sống của mình, đánh cược cả cái mạng sống của mình không được rồi, thì thôi bây giờ mình phải sống. Lúc đó là mình mới bắt đầu nghĩ là đi tìm cái gì đó để mà có tiền trang trải cuộc sống. Thế mình mới nói với anh là bây giờ anh không may thì anh chỉ cho em cách may, cách ráp. Em sẽ nhận đồ tiệm, tức là ra tiệm may, nhận đồ tiệm về may. Thì anh nghe như vậy, anh chỉ cho mình cách ráp quần áo, xong mình ráp được cái mình nhận đồ tiệm về may. Thì lúc đó là bắt đầu là dễ thở một chút, là bởi vì mình may nên có tiền để mà trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhưng mà sau đó rồi á thì mình lại phát hiện nó không phải là một cái cờ bạc ở trên chiếu không, mà cái vấn đề lớn hơn là đề. Anh ta mê đề, tức là ngày nào cũng dính vô những con số. Bắt đầu là có những cái chuyện mà mình mới biết ra là mượn tiền của anh chị em ảnh để mà anh chơi cái đó. Mình không hề biết, nhưng mà sau mình nghe những người chị của anh nói là anh thiếu tiền như vậy. Mình hỏi là thiếu để làm gì, bởi vì không có đem tiền về cho em. Thì về sau mình mới phát hiện ra, tại vì vô tình là mình nhìn thấy những cái con số ở trong cái túi của anh. Mình chưa bao giờ lục bóp, lục ví, lục túi là chưa bao giờ có. Sao vô tình lần đó mình giặt cái linh cảm của mình, sao mà tự nhiên mình thọt cái tay vô cái túi. Mình mới coi có xem trong túi có còn sót gì không để giặt, thì mình mới lôi ra cái tờ giấy. Thì trên tờ giấy nó có những cái con số, mình mới hiểu nó là anh ghi đề. Thì từ đó mình mới biết là anh thay một vụ mà lô đề nữa. Mình thấy là không thể được rồi. Nhưng mà ở cái thập niên 80, gần như là cái chuyện mà mình vừa đám cưới xong, trong vòng vài năm là rất hiếm có cái chuyện mà mình phải trở về nhà ba mẹ mình lắm. Thậm chí có những lúc mình cảm thấy bế tắc quá, mình đi về nhà ba mẹ mình không dám nói gì về chồng mình. Mình không dám nói gì về cái vấn đề mà anh cờ bạc, sợ gia đình mình biết, gia đình mình buồn. Xong rồi mình nói giấu gia đình mình nói là hôm nay bà này kia kia nọ, bà làm con buồn, bà la con làm con buồn, con muốn về đây con nghỉ tạm vài ngày để giống như là cho nó qua cái cơn buồn. Nhưng mà gia đình ba mình ngày xưa thì rất là cái kiểu mà tuân thủ theo cái kiểu này nếp, dứt khoát không chứa mình một ngày nào hết, bắt mình trở về nhà ba, để trở về nhà bà xin lỗi bà và không được ở lại đây. Bởi vì sao? Chắc chắn con sai nên bà mới la con. Đó là ba mình nói như vậy và mình phải trở về nhà. Thì đến một lúc là mình làm dâu được 3 năm, một lần đó là gia đình ảnh có mấy người chị em anh em của ảnh ở gần nhà ảnh, thì những người đó họ muốn xâm chiếm cái gia tài, tức là xâm chiếm căn nhà mà mẹ ảnh đang sống nhẫn. Tại vì tất cả những người đó đã ra sống riêng, nhưng mà còn căn nhà đó thì khá lớn, đất đai còn nhiều. Có một hôm đó là mình với ảnh hai người đi dự sinh nhật của nhỏ bạn học của mình về đến nhà đó là 10 giờ đêm. Vừa mới bước chân vô cửa, cái người ở trong nhà, người ăn của ảnh ở kế bên nhà, mới đẩy mình ra ngoài, mới nói là đi ra đi, gia đình này không có chứa cô nữa. Bởi vì con dâu nào mà đi chơi đến 10 giờ đêm về không? Mà mình đi với chồng. Có con dâu nào mà đi đến 10 giờ đêm mới về không? Không ở nhà lo cho mẹ. Cái mình cũng nói là đâu phải ngày nào em cũng đi đâu. Hôm nay là sinh nhật của bạn mà bạn thân nó mời thì em đi. Cái này cũng không có được phép đi. Và đẩy mình ra khỏi nhà nhanh mà cái chân mình không kịp mang dép. Xong mình đứng ở trước cửa, mình cố gắng mình nghĩ á, thì coi như là cả hai người, cả mình cả ảnh đều bị đẩy ra ngoài hết. Thì họ đóng cửa chặt lại rồi. Thế mình cứ nghĩ, mình đứng đó mình năn nỉ một hơi, thế mình thấy là không được, họ nhất định là không có cho mình vô. Sao mình biết là cái này là có vấn đề rồi, tức là họ đã có một kịch bản. Lúc đó 12 giờ đêm thế nào chị? Anh cũng không nói gì khác, anh chỉ đứng cùng với chị vậy thôi. Cũng nói giống như mình nói vậy thôi chứ cũng không có làm gì hơn được. Thì lúc đó mình thấy vậy là mình mới trở về nhà ba mẹ mình lúc đó 12 giờ đêm. Anh đi cùng với chị? Đi cùng với mình luôn, tại vì anh cũng bị nhốt ở ngoài giống mình. Thì đến trường mình về nhà ba mẹ mình lúc đó là 12 giờ đêm, về đến nhà là gần 1 giờ đêm. Nhà mình lúc đó là ở gần sở thú. Ba mẹ mình thấy mình về giờ đó thì ăn ở cửa, xong hỏi ủa sao chuyện gì mà đi về giờ này, mà chân thì không có dép. Nhưng mà ba mình hiểu rồi, ba mình nói không nói gì hết, giờ đi ngủ, ngày mai nói chuyện. Thì sáng hôm sau ba mình hỏi đầu đuôi câu chuyện thì mình kể ra hết. Ba mình nói với ảnh á là từ nay là ba bắt không phải. Còn con á, nếu mà con thương nó thì con ở đây, còn nếu không con cứ về gia đình con sống với gia đình con. Thì anh nói là anh đồng ý ở đây với lại gia đình mình. Trong suốt cái thời gian ở nhà mình mấy tháng trời đó thì cái chuyện mà lô đề của anh nó vẫn diễn ra, không có giảm và không có bớt. Cái mình cũng buồn quá mà không dám nói cho ba mẹ biết. Khi mình qua bên đó rồi á, mình mới cảm giác là hy vọng là từ nay trở đi cái bệnh này của anh không còn, tức là cái cờ bạc không còn nữa, sẽ có cái sự thay đổi lớn. Lúc mình qua đó là mình có bầu đứa con và mình sinh nó ở đó từ năm 89.
cho đến năm 95 mình mới trở về Việt Nam, là bởi vì mình không thuộc diện tị nạn chính trị cho nên mình mới không có được đi và phải trở về Việt Nam. Thì khi trở về Việt Nam thì mình chỉ nghĩ là chắc là 6 năm ở đây đủ tôi luyện chán để thành một con người mới, sẽ không còn những cái nguy hiểm đó nữa. Nhưng mình không có ngờ là khi về nhà là lại tiếp xúc với cái môi trường đó. Thì mẹ anh thấy như vậy, mẹ anh mới bán cái nhà lớn nó đi, chia tiền đều cho các con. Thì trong đó cái phần của anh á, bà mới mua cho anh cái nhà và bà ở chung nhà với mình. Tại vì bà đã ở với mình 3 năm là bà biết cái tính của mình rồi, cho nên bà chọn sống với mình. Khi mà bà mua cho mình cái nhà đó thì anh vẫn chơi tiếp mà. Anh chơi tiếp xong rồi cái nợ của anh rất là nhiều, nợ xã hội đen cũng rất là nhiều. Coi như là cứ vài bữa là sẽ có một người tới đòi nợ. Mà mình thì luôn luôn là sợ hàng xóm biết chuyện thì là xấu hổ, sợ người cha mẹ mình biết cũng là không được. Cho nên tất cả là mình giấu hết. Cứ mỗi lần mà xã hội đen tới nhà đòi tiền á là mình phải nhận liền để người ta không làm lớn chuyện. Rồi xong rồi sau đó là mình một chuỗi những cái năm tháng mà cứ đi tìm tiền để trả nợ cho anh ta. Rồi đỉnh điểm nó là anh cầm cố căn nhà đó cho ngân hàng. Lúc đó mình không muốn cầm, thì mình nói là nếu mà bây giờ cầm nhà cho ngân hàng là cái khả năng chuộc rất là khó, bởi vì mình không làm được cái gì nhiều tiền. Nhưng mà anh hăm dọa mình, anh nói nếu mà mình không đồng ý đi cùng em ra ngân hàng để cầm căn nhà này thì là có chuyện nhắn. Anh hăm đánh mình. Thế mình thấy như vậy là mình nghĩ là không giữ được nên phải chấp nhận ra ngân hàng để vay tiền cho anh để anh chơi. Thì sau đó là cái khả năng trả đúng là không được. Có những lúc mình đi vắng khỏi nhà, đi theo gia đình, đi về quê, đi tỉnh này kia đó, mình để tiền ở nhà cho anh để trả nợ ngân hàng á, hàng tháng á, anh lấy tiền anh chơi tiếp. Thành ra cái tiền lãi ngân hàng với tiền nợ ngân hàng cứ nhập lên, cuối cùng là không trả được và căn nhà mất. Thì mình có nói với anh cũng thấy là cái tai hại của cái việc vô đề rồi. Dạ em không có tính toán gì nữa, em không suy nghĩ nữa. Nhưng mà khi mình đã tạo lại được căn nhà thứ hai thì em mong anh bỏ đi để mà anh đừng có còn dính líu thêm nữa, vì nó sẽ làm ảnh hưởng gia đình mình rất là nhiều. Anh hứa anh bỏ. Thì khi tạo lại được căn nhà thứ hai, cái chuyện nó cũng không thấy. Năm 2012, 2013, mỗi một đầu tháng là mình đưa cho anh ta 5 triệu là để cho anh ta xài bạc cà phê, ăn sáng. Nhưng cà phê thì ở nhà pha, ăn sáng thì mình mua. Thấy mới có đưa tiền có 5 triệu mà mới có vài ngày à, anh lại hỏi mình cho mượn ít tiền. Mình nói là em mới đưa anh 5 triệu đây, tại sao hết nhanh như vậy? Anh nói là anh dùng tiền để làm cái công việc của gia đình á. Mình nói là cái công việc đó em biết hết bao nhiêu, em tính ra được. Thành ra cái số tiền 5 triệu mà trong vòng vài ngày hết thì cái chuyện đó em thấy khó tin. Anh ta mới vừa nghe mình thắc mắc cái số tiền đó là đập bàn, đập ghế. La là tại sao phải thắc mắc cái số tiền đó? Anh xài cái gì là chuyện của anh, tại sao phải thắc mắc? Anh càng làm lớn chuyện. Mà một khi cái tật của mình là cái anh có lớn tiếng là mình im ngay lập tức, vì mình không muốn hàng xóm nghe. Thì chính vì cái điều đó mà anh lấn át của mình bao nhiêu năm trời. Con lúc đó là con mình nó còn nhỏ. Có nhiều fan mình rất là tuyệt vọng về ảnh, nhưng mình không thể nào dứt là được, bởi vì anh dùng con của mình để làm cái con tim để áp lực mình. Anh nói mình muốn đi đâu thì đi, tại anh thấy rõ ràng là mình bao fan là muốn rời xa anh rồi. Anh nói mình muốn đi đâu thì đi nhưng không được đem thằng bé theo. Mà anh biết rằng cái điều đó là mình không thể đi được. Thế nên mình thấy như vậy là mình biết là mình phải chôn cuộc đời này cho tới lúc con nó phải đủ trí khôn. Trong một mình cứ nghĩ là khi nào nó 18 tuổi thì mình sẽ rời khỏi anh. Nhưng mà tới lúc nó 18 tuổi á thì nó lại bước chân vô đại học. Thì mình lại nghĩ là ráng thêm một ít năm nữa con mình học xong đại học thì lúc đó mình ra riêng. Cái năm đó là năm nó 22 tuổi, cũng một ngày lúc đó là con mình ở nhà, tại vì nguyên cái quá trình nó học phổ thông để nó học bán trú ở trường cho nên cả ngày nó không có nhà. Mà chưa bao giờ mình nói cho nó biết về cái câu chuyện của ba nó, bởi vì mình sợ là nó sẽ không coi trọng ba nó, mặc dù là anh có như thế nào, cho nên nó không biết gì về ba nó hết. Nó đang học đại học thì hôm nó ở nhà anh về anh hỏi tiền, thì mình mới nói là em cũng mới đưa anh có mấy ngày sao lại hết rồi. Mình nói nhỏ thôi tại vì nó đang ở trên lầu. Cái anh thấy như vậy, anh biết là mình sắp sửa đào bới cái chuyện tiền, mình xét nét chuyện tiền của anh. Anh đập bàn la lên, lại thắc mắc cái chuyện tiền bạc. Thế mình mới thấy anh la lớn, anh đập bàn la lớn, mình mới nói, anh nói nhỏ thôi, nó đang ở nhà. Là vì mình không muốn cho nó biết mà. Mà anh cũng hiểu là mình giữ cho anh, nó chứ giữ cho ai. Anh đã không những anh im lặng mà anh lại còn la lớn hơn. Anh nói nó là con chứ nó là ông nội sao phải sợ nó. Chính vì cái anh la lớn này nó nghe được, nó trên đầu nó mới đi xuống. Nó mới hỏi là mẹ, chuyện gì vậy? Ma, chuyện gì vậy? Thì lúc đó là mình thấy là không giấu được nữa rồi. Tại vì cái này là anh muốn nó biết, mặc dù mình vẫn muốn giấu cho anh. Lúc đó mình mới nói ra hết. Cho mình nghĩ là nó lớn đủ chiếc khôn để phải nghe. Ngày hôm sau nó nói với mình, mẹ, mình ra riêng ngay. Thế mình mới nói là con còn đang đi học, mà nếu như bây giờ mà ra riêng thì mình sẽ rất là vất vả. Nó nói là mẹ sợ gì chứ, cùng lắm thì con vừa đi học vừa đi làm, mình ra riêng ngay. Mình thấy nó quyết định quá, nó nói là nếu mẹ không ra thì con ra. Thì mình thấy nó quyết tâm quá thì mình phải ra. Thì khi mà mình ra riêng được ít hôm, anh thấy nguy cơ là mất rồi, nguy cơ là sẽ mất mình. Anh nói mình là phải quay về, nếu không quay về thì anh gặp mình đâu đó. Thì mình mới nói cho con mình biết là ba nói mẹ như vậy. Con mình nó thấy như vậy, nó về nó mới nói chuyện với ba. Nó nói bà, cái chuyện mẹ ra riêng á là do con muốn, không phải mẹ muốn. Cho nên ba muốn gì ba gặp con, ba đừng nói gì với mẹ nữa. Kể từ giờ phút này trở đi con không muốn ai làm mẹ buồn, kể cả người đó là ba. Anh nói một câu rất là chắc mình. Xong rồi anh mới nói với ba là con muốn ba ly dị mẹ.
ba không làm được chuyện này, nếu mà mẹ con làm được thì mẹ con làm, ba không làm. Nó mới nói là nếu ba không làm thì con làm, bởi vì con biết mẹ không làm được chuyện này, mẹ yếu đuối, mẹ không làm được chuyện này. Anh im lặng, tại vì nó nói quyết tâm xong nó đi về. Hôm sau cái mình mới nói với anh là bây giờ em gửi đơn nó vào. Anh thấy là không thể nào níu kéo được nữa, tại anh không, mình không được nó, bởi vì con nó về nó nói chuyện nó không làm được nữa. Anh đã nói là nếu bây giờ muốn anh ly dị thì căn nhà đó mình không được chia đôi, mặc dù căn nhà đó là mình đứng tên. Anh mới nói là bây giờ có ly dị thì không được chia nhà, thì anh sẽ ký giấy cho mình. Mặc dù mình có quyền đơn phương, mình đưa giấy ra ly dị là mình đơn phương, nhưng mà mình muốn cho nhanh. Cho nên khi anh vừa đưa ra cái yêu cầu, anh không nghĩ là mình đồng ý. Anh vừa đưa ra cái yêu cầu là như vậy thì mình nói liền, ngày mai ra công chứng em ký tên luôn. Rồi cái ngày sau mang giấy tờ ra công chứng, ký tặng cho anh nửa căn nhà đó. Anh mới ra ngoài anh ký cho mình cái tờ đơn xin ly hôn. Tức là mình phải cho anh cả căn nhà đó luôn. Thì sau khi ký xong cái tờ đơn ly hôn thì mình mới nộp ra tòa được. Nộp ra tòa là mình cả hai thuận tình ly hôn. Đó thì cũng may mắn là không kéo dài, tại vì mình nói với anh là mong anh có một ngày ở tòa cho tòa biết rõ là thái độ của anh để cho tòa làm nhanh. 3 tháng sau thì tòa mới cho mình cái tờ giấy quyết định thuận tình ly hôn. Chị muốn tháo chạy khỏi cái cuộc hôn nhân nó càng sớm càng tốt. Mình mục đích của mình là mình chỉ mong được như thế thôi, mình chỉ mong được thoát nạn thôi. Tòa vừa cho mình cái tờ giấy quyết định ly hôn xong, 2 tháng sau mình lên 4 kg. Thay vì trước kia đó 1 kg cũng không lên được, mấy chục năm sống nhà 1 kg không lên nổi. Ốm mà không cách nào lên cân vì lúc nào cũng buồn phiền mà. Nhưng mà vừa tòa vừa tuyên 2 tháng xong lại lên 4 kg, có sức sống lại liền. Đến thời điểm nào thì chị mới nhận ra là trong cái cuộc hôn nhân này mình bị cái người chồng này thao túng tâm lý? Có thể nói là do anh biết cái tính của mình là chịu đựng, không nói gì hết, cho nên ngay từ đầu là anh biết là chỉ cần một lần nó lớn tiếng là mình im ngay. Anh cứ đàn áp mình bằng những cái lời nói, bằng những cái hành động. Mặc dù là anh không có đánh mình thật lần nào thật, nhưng mà anh cứ đàn áp mình bằng cái tinh thần là mình đã đủ là sợ, đã đủ là khiếp rồi. Nhưng mà đến khi nào chị mới nhận ra là thực ra là mình đang bị thị uy, mình đang bị thao túng? Thật sự là mình không nhận ra. Cứ như vậy mà sợ thôi. Cứ lúc nào cũng sợ hàng xóm nghe, sợ người này người kia nghe, rồi sợ cả con mình nghe. Cho nên là lúc nào mình cũng chịu đựng được cái sự uy hiếp của ảnh. Cho đến lúc con mình đủ lớn, nó kéo mình ra khỏi cuộc hôn nhân đó, thì mình mới ra được khỏi cuộc hôn nhân đó thôi. Nhưng bây giờ thì mình mới cảm thấy là mình may mắn vì mình trải nghiệm được cái cuộc hôn nhân đó. Vì chính cái cuộc hôn nhân đó nó tạo nên cho mình một cái con người của ngày hôm nay. Tức là mình từ một cô học trò, đúng nghĩa là cô học trò không biết làm gì hết, nhưng mà khi về nhà chồng thì tự nhiên cái khó nó làm cho mình phải ló ra cái khôn, phải tự học hỏi trong những cái nghịch cảnh đó, phải tự biết làm mọi thứ để được tồn tại với cái cuộc sống đó. Rồi sau đó khi mà ảnh cờ bạc, mình phải đi tìm tiền để trả nợ cho ảnh hàng ngày, cho những cái xã hội đen tới đòi. Phải nói là cuộc sống 20 mấy năm với ảnh á, mình biết làm đủ thứ. Con người, tiềm năng của con người nó lớn lắm. Chúng ta vẫn có một cái vùng gọi là âm nao, và nghịch cảnh nó sẽ giúp chúng ta mở ra cái vùng đó. Nhưng bây giờ mình làm cái thống kê sơ sơ đi chị, tổng thời gian mình ở trong cuộc hôn nhân đó, tính từ ngày đám cưới đi ha, tính từ ngày đám cưới thì mọi chuyện nó mới được phơi bày. Cho đến cái ngày mà mình nhận được cái quyết định đồng thuận ly hôn là 30 năm. Ba, đúng, 30 năm. Nhưng mà mình xa, tức là mình ly thân, mình đi ra ở riêng á, là trước đó 2 năm, tức là 28 năm. Là mình rời khỏi ảnh 28 năm. Nếu như bây giờ cộng một cách rơi rớt đi cũng không chính xác được, chị đã phải thanh toán bao nhiêu tiền nợ cho ảnh trong 28 năm? Không thể nhớ được luôn. Giờ cho một con số để nó có được một cái điểm định lại đi chị. Ví dụ như bây giờ cái lớn nhất là mất căn nhà đi. Nhưng cái nhà vàng đó đi chị, để ra thời giá giờ cho dễ. Nhưng mà vàng thì thời đó nó tới mấy chục cây lận. Mấy chục cây thì bây giờ nó cũng sẽ là mấy chục cây thôi. Xong rồi thậm chí lúc đó đó, anh hay dùng cái câu này nè: muốn có một gia đình hạnh phúc thì em phải biết hy sinh, người vợ phải biết hy sinh. Lúc nào anh cũng dùng cái câu đó anh nói mình. Thế mình cũng nói cho con mình nghe là ba nói mẹ như vậy. Đúng là lớp trẻ sau này tụi nó nghĩ khác. Con mình nó mới nói vậy nè: mẹ à, đã có hy sinh thì sao có sự hạnh phúc. Yes. Tại sao ba không nói ba hy sinh mà ba bắt mẹ hy sinh? Một gia đình hạnh phúc vốn phải là một gia đình không ai hy sinh hết á. Mà sao mình cứ ngộ nhận ba là người ta cùng nhau đóng góp, cùng nhau vun đắp. Đúng rồi. Lưu dùm ơn, đừng có đánh tráo khái niệm ở đây. Sao mà người ta mình không nghĩ ra? Cái xuất sắc nhất là ở đây, đó là cái suy nghĩ của một chị Nhung 60 tuổi đã rất khác cái cô gái Nhung 16 tuổi. Cái cô gái Nhung 16 tuổi trước đây ảnh hút thuốc nhiều hơn, ảnh buồn nhiều hơn. Mình phải chơi lại với ảnh. Đó. Mình tội nghiệp ảnh. Mình thấy là mình ảnh hưởng tới ảnh. Bây giờ mình mới hiểu ra là cái thời điểm đó mình lấy ảnh là không phải vì tình yêu mà vì sự thương hại. Không hề biết phân biệt được tình yêu là nó khác với tình thương, nó khác với thương hại cái gì, không hề phân biệt được, không hề biết. Có thể cái bối cảnh xã hội nó cũng làm cho mình khó minh định những cái đó. Không rõ nghĩa được những cái chữ đó. Mình chỉ biết là mình cũng có nghĩ tới cái anh này, rồi muốn làm gì thì mình cũng nghĩ tới ảnh đầu tiên thì mình cho nó là tình yêu rồi. Quan điểm của con trai chị thế nào? Dứt khoát nó không cho mình nghe chuyện những người đó luôn. Thậm chí mình nói là bác nó nói mẹ vậy, mẹ từ nay mẹ không nói chuyện những người đó nữa. Mẹ đừng gặp. Nó sợ. Nó sợ mình, nó thấy mình cảm giác là mình rất dễ mà bị mũi lòng. Trước một cái khổ của ai, trước một cái đau khổ của người nào đó mình rất dễ mũi lòng. Nên nó sợ như vậy, nó không cho mình nghe chuyện với người đó luôn. Khi mà chị xuất hiện ở đây, chị mong muốn mang đến cái thông điệp gì cho mọi người? Thật ra là cái điều thứ nhất á, là nếu mà nói theo cái kiểu mà duy tâm đi, tại sao anh đang từ một người tốt mà do ban đầu mình gặp được á, mà anh lại trở thành người như thế này? Thì có lẽ là
mình phải gặp cái người này trong cuộc đời để mình mới có được ngày hôm nay. Tức là mình giỏi đủ lâu thôi, mình học tới 30 năm học phải lâu. Tức là bây giờ mình giỏi đủ thứ hết, yeah. Mình cảm thấy mình rất là tự tin, tự hào vì những cái gì mình làm được trong ngày hôm nay. Lúc nào mình cũng phải nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh thì mình sẽ có một cái lối thoát tốt nhất. Thì nếu mình không thoát ra cuộc hôn nhân đó thì mình cũng sẽ có thể làm cho cuộc hôn nhân nó tốt hơn. Dạ, yeah, đúng. Không. Một là bước ra, bước ra được. Hai ở lại thì phải xa cách. Tốt hơn, đúng là phải đúng là. Chứ đừng ở lại để rồi mỗi ngày nó lại sức mẻ thêm một chút nữa. Đến một lúc nào đó là tất cả là tàn tro thì mình không bước ra được luôn. Mình cũng muốn gửi cái lời đến, nếu ảnh coi được cái chương trình này, yeah, là cái lời cảm ơn của mình, lời cảm ơn thật lòng của mình đến với ảnh. Là nếu như ảnh không đối xử với mình như vậy thì mình không có ngày hôm nay. Mình không có một cuộc sống hiện tại rất là tốt đẹp. Cảm ơn đến ảnh. Ở lại cũng được, rời đi cũng được, nhưng nó phải là cái lựa chọn tốt nhất, chứ không phải là một cái sự lựa chọn tùy tiện. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì cũng đã có một cái sự chọn lọc. Chúng tôi tin rằng mọi người đã luôn có chủ đích để chờ đợi Ai Cũng Có Chuyện vào mỗi tuần. Còn bây giờ thì chúng ta phải chào tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau với Ai Cũng Có Chuyện. Xin chào. Nam Định. Ừ, hiện tại là mình đang ở Nam Định luôn à? Dạ đúng rồi, đang ở Nam Định. Ừ. Rồi mình làm công việc gì, như thế nào? Em làm công nhân bên xử xi măng. À. Người đây nghe rõ không? Đào Huy Cường sinh năm 89, làm sản xuất xi măng đúng không? Dạ. Ừ, rồi. Điểm mạnh rồi ở cho gì chương trình là khi hình ở trong Sài Gòn thì mình có bay vào được trong Sài Gòn không Cường? Bay được. Ừ. Nhưng kiểu là phải bắt trước em một thời gian để tiếp công việc mà này, để bay được. Ừ. Ok. Rồi thì đây chỉ là buổi casting thôi, thì mình cứ casting ha. Còn khi nào mình được vào vòng trong thì họ mình sẽ được chương trình liên hệ lại để cho mình bay vào ha. Nó có người phù hợp nữa chứ nếu mà không có người phù hợp thì tụi này cũng không có thông báo đâu nha. Ừ, rồi điểm mạnh điểm yếu của Cường là cái gì? Chắc là điểm mạnh điểm yếu thôi. Hả? Biết là điểm yếu là gì kìa? Điểm mạnh là những cái gì, ví dụ tính tình vui vẻ hài hước cái gì của mình, rồi vậy hả, sở trường của mình là gì, ca hát được, nấu ăn được cái gì đó, điểm mạnh điểm yếu của mình đó. Chắc nếu điểm mạnh em chắc là chỉ có thể là gì? Ít nói. Ừ. Điểm yếu là cũng là điểm mạnh là kiểu hơi ít nói nhiều. Điểm mạnh cũng như điểm yếu là cũng là ít nói luôn. Dạ. Rồi sở trường mình có gì không? Sở trường thì em hình như là học cái gì nhanh, làm gì cũng được. Ừ. Rồi tình trường mình sao rồi Cường? Em thì nếu từ trường thì em như là cái trẻ con hai mối tình, thì cũng không được dài lắm, tầm năm hơn năm. Là mình có mấy mối tình? Là hai. Ừ, hai mối tình. Rồi mình quen bao lâu, lý do vì sao mình chia tay hai mối tình này? Mình nói cụ thể đi, mối tình thứ nhất. Dạ. Mối tình đầu tiên thì chắc là hồi đi học. Học kiểu qua yêu hồi học sinh ấy, thì nó cũng không được lâu. Còn mối tình thứ hai là sau này thì là nhìn xa quá, học xa quá. Lúc đầu thì mình kiểu cũng là quen kiểu cùng đi làm cùng ấy, nhưng sau rồi kiểu nhà qua bên đằng kia có chuyện thì nó đi về rồi xong không vào nữa, thế nên thôi. Là gia đình của mình duy qua bên nhà đàn cái nói chuyện rồi, nhưng mà chưa qua, chỉ là quen nhau thì kiểu trước là đi làm hay là quen nhau á. Ừ. Sau làm quen nhau thì sao? Lý do vì sao em với bạn đó chia tay?
Thì đây em bảo là sau đó trong nhà bên đằng đấy nó có chuyện này, thế là vì xong bạn ấy về về không không vào nữa, thế là dần dần không lạc Ừ, rồi, ít thế là yêu lạc xa đi rồi bắt đầu xa nhà. ha. Rồi tính đến thời điểm này thì độc thân bao nhiêu lâu rồi? Chắc phải 5 tháng 5 rồi. Ừ, trong 5 6 năm mình không tìm hiểu ai sao? Vâng, em phải người tình kia xong rồi có lấy em chán nên là em từ khi em đi là làm công việc rồi nên là không cần. Ừ, rồi lý do gì sao mình tham gia chương trình? Kiểu môi trường giờ kiểu đi làm này môi trường đã ít bạn ít tiếp xúc với con gái nên là có kiếm được giờ tuổi này thì ấy đâu không kiếm được thì lên chương trình. Chứ ở nhà mình không, ở bên ngoài mình không tìm được hay sao? Ở quê mình không có người để làm mai làm mối hay sao? Ngoài này kiểu quê em giờ nó lứa tuổi toàn trẻ không em thì nó quá rồi nên là nó khó kiếm, toàn tầm 10 kia đến 18 nó đã người ấy rồi, có cặp hệ ấy rồi. Rồi thì bây giờ mong muốn của mình có mẫu người bạn gái như thế nào nè? Hơn lên lứa tuổi này thì em không quan trọng mẫu, chắc là chỉ hình lành chứ chỉ là được rồi thì. Hả, em nói lớn lên chị không nghe. À, chị hiền lành chú thủy là được rồi chị. Hiền lành thôi. Vâng, chú thủy nữa là vậy được rồi chị. Rồi độ tuổi, quê quán, nghề nghiệp của người ta như thế nào? Chứ mà bây giờ em nói, ví dụ như em không nói thì chị ghép em, cái bạn đó trẻ quá thì em lại bảo chương trình là sao ghép em trẻ quá thì sao? Mình phải cụ thể chứ. Không, vâng thì không những độ tuổi thì như xem đấy chắc là chỉ có sao cho nó gần gần kiểu có thể tiến xa hơn được nên đi Là cái chuyện sao, thì là em đi ghép làm cho em là mấy cái bạn gần quê hả hay gì sao? vợ vợ ở vùng miền Bắc này Rồi đó, thì mình phải nói cụ thể rõ ràng để cho vợ chị biết ở ha. Bắc rồi. Dạ Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không nè? dạ không còn trẻ hay già em không có chẳng thì tầm Ừ. này thì kiếm bạn là bằng tuổi hoặc là Trời ơi, hơn ông mấy mới có tuổi 89 à, mà ông nói riết y chang cho hả, là ông hả sinh năm sáu mấy bảy mấy vậy. Khổ ghê. như không như kiểu giờ như kiểu quê là tầm này là ấy hết rồi nên là nó không như ở không yên trong đấy thì em không biết nhưng mà ngoài này này là hơi khó rồi. Ừ. Rồi vậy ha. À, bây giờ cái buổi casting đến đây kết thúc ha. Có gì thì ví dụ như là được lọt vào vòng trong á thì chương trình sẽ liên hệ lại với bạn ha. Ừ, rồi. Chào. Bên chương trình ạ. Bây giờ thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp hiện tại của mình đang ở đâu nha. Mời anh chủ động nói chuyện. Họ tên là Lại Thanh Trí, sinh năm 1974, quê quán Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trường Mỹ, Hà Nội. Rồi, công việc của anh. Đã, công việc là bên kinh doanh anh ơi. Anh kinh doanh về gì ạ? Bên em bên mảng ắc quy ô tô, xe điện, các loại ắc quy. Bình bình điện ạ. Rồi. Vậy là thu nhập của anh một tháng bao nhiêu? Anh đang làm cho công ty hay là cá nhân? Không nằm kinh doanh tự làm anh ạ, kinh doanh tự do ạ. Kinh doanh tự do. Vâng. Rồi, anh Chí là một người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? À, cũng xin giới thiệu là điểm mạnh của tôi là có tính rất là mạnh mẽ và có tính tiến thủ, cương quyết. Điểm yếu. Anh chủ động Điểm nói gì anh? yếu là cũng có hơi chút hơi nóng tính, như sống rất thẳng thắn mà hòa đồng, không có vấn đề gì cả. Rồi thẳng thắn hòa đồng. Anh có mấy cuộc hôn nhân rồi? Cũng mới có một cuộc thôi anh ạ, một cuộc hôn nhân, nhưng mà chia tay là năm nay là năm 8 năm rồi anh ạ.
Hai anh chị sống với nhau được bao nhiêu năm? Sống được chung sống được trong 12 năm ạ. Rồi, sống với nhau được 12 năm. Cháu có mấy cháu? Có ba cháu anh ạ. Hai gái một trai. Hai gái một trai. Anh đang ở với lại mấy cháu? Đang ở ba cháu ở bố tất ạ. Rồi các cháu là tuổi tuổi như thế nào? Các Cháu cháu thiếu nhất. tuổi đầu cháu đầu sinh năm 2003 đang học, mà cháu thứ hai cũng bắt đầu cũng đang học. Nói chung ba đứa con đều đi học tất ạ. Rồi, cháu đầu là 2003, cháu thứ hai là bao nhiêu? 2005 ạ. Cháu thứ ba. Cháu thứ ba 2013. Một mình anh nuôi ba cháu thì vất vả không anh? Nói chung là cũng vất vả, nhưng mà cũng vất vả mất mấy năm. Nói chung đến giờ này là cũng còn ổn rồi thì mình ép cho mình. Rồi. Thu nhập của anh về bên mảng kinh doanh tự do ắc quy điện ấy, thu nhập trung bình là một tháng bao nhiêu? Nói chung là cứ bình quân nó tháng chỉ được 10 triệu thôi chứ không được nhiều. Nó cũng tùy theo anh ơi, có lúc thì có tháng thì có khi kiếm được mấy triệu, có những có tháng nó phụ thuộc vào cũng nhiều yếu tố lắm. Vâng, thì một mình phải nuôi ba cháu mà lương tháng chục củ á, Vâng. thì có khó khăn nhiều lắm hay như thế nào không anh? Nói chung là ngày trước thì cũng là khó khăn, nhưng mà cũng tự xin giới thiệu chương trình thì mảng kinh doanh mà tôi cũng làm thêm cả 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 đá thêm cả mảng khác nữa, cho nên là cũng vẫn có đồng ra đồng vào để lo cho các con ăn học. Rồi, ok, bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? Đang chăm sự nhờ chương trình tìm cho mẫu người, nói chung là cao khoảng độ tầm 1m52 trở lên, khuôn mẫu, và tuổi thì tầm nếu mà 40 trở về là càng tốt. Rồi. Quan trọng nhất là con người đó là phải có cái tính cách là một là mạnh mẽ, sở thích buôn bán, và cũng là có cái mang tính chất là có cái con người là quan trọng nhất, kỷ Sở thích buôn bán với cái gì đây? và biết buôn bán kinh doanh thì có mấy tính cách trung thủy, Rồi, tính cái chung và thủy. có đạo đức. Còn gì không? Vâng, đấy mong muốn của tôi chỉ như vậy thôi ạ. Công việc của cô ấy sao? Công việc cô nào ạ? Công việc của cái người anh mong muốn đấy. À, người mong muốn thì nếu mà có nghề nghiệp cũng được, mà không có nghề nghiệp cũng không sao. Tôi chỉ cần, quan trọng nhất là nếu mà người cũng được, mà trong buôn bán quan trọng nhất là cái tính cách để phù hợp thôi, chứ còn việc gì tôi có thể cũng không 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 quan không quan ngại lắm. Rồi, thế về vị trí địa lý thì bạn ấy ở đâu thì ok. Địa lý nếu mà thực sự ra thì đến bây giờ thì cũng xin vào nói với chương trình thì nó cũng không cầu kỳ về địa lý lắm. Nếu mà như mà họ ngày xưa thì tôi cũng có sống ở trong miền Nam, là cách đây tôi cũng sống ở trong Sài Gòn, là cũng ngày xưa lúc tuổi thanh niên là sống mười mấy năm, à cũng cả sáu bảy Vâng, năm bạn đấy. hỏi anh là vị trí địa lý thì bây giờ như thế nào cho nó phù hợp để mà hai người có thể hẹn hò với nhau. À, địa lý thì Anh bây giờ mong thì muốn nếu mà ở được, mà ở trong nói chứ bỏ nói nước đôi, ở ngoài này được, và trong miền Nam cũng được, thì có thể tôi lại vào miền Nam làm ăn trong đấy tập là được tốt. nhưng mà con cái thì ai nuôi nếu mà Con anh cái vào thì trong Sài Gòn? bây giờ ví dụ như là bây giờ nhà cửa ngoài này thì vẫn đầy đủ rồi. Tôi đi hai đứa con gái thì nói chung là tôi chỉ cần cho một thằng con trai đi cùng thôi, còn đứa hai đứa con gái ở ngoài này cháu vẫn ăn học, vẫn tôi vẫn ấy lo tài chính cho con cháu để nó ăn học. Dạ rồi, ok anh. Vâng, Anh không thích phụ nữ như nào? nói chung là anh không thích là phụ người phụ nữ là sợ nhất cái tính lăng nhăng, xong rồi là cái lăng nhăng là tôi sợ nhất, tôi bị đổ vỡ là vì vợ có tính lăng nhăng đấy. Ok nhá, thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà chương trình tìm được cái người phụ nữ mà phù hợp với anh thì sẽ liên hệ lại với anh ha. Vâng ạ, rồi thế cũng cảm ơn chương trình. Thì nói với anh thì trong cái cũng 8 năm rồi, thì bây giờ mình thì cũng thời gian nó cũng dài, là cái thứ hai nữa là lúc dài ăn lúc cháu nó còn nhỏ thì cái điều kiện kinh tế cái con nó còn nhỏ quá, nó vất vả, mình chưa dám nghĩ đến cái điều đó.
Dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Dạ vâng, rồi thì em cảm ơn anh nhé. Tín hiệu đang bị nhỏ, anh nghe không rõ. Em nghe rõ chưa? Rồi 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 rồi. Ok. Bây giờ thì em giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc và hiện tại đang ở đâu nhé. rồi, em chào anh ạ, em là Tự Văn Chương Trình ạ. Em là Lê Văn Tài, sinh năm 99, quê Nam Định. Hiện tại là đang sinh sống ở tại Hà Nội. Tại công việc của em là đang làm bầu show quản lý ca sĩ VTJ ạ. Quản lý ca sĩ VJ đúng không? Đó. Sống tại Hà Nội. Quê Nam Định. Đó. Ok. Bạn muốn hẹn hò thì quay hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em có vào bay vào đây để tham gia được không? Em may vừa được ạ. Ok. Vậy là cái công việc là quản lý ca sĩ VJ sống tại ở Hà Nội ấy, thì em thu nhập mức lương của em bao nhiêu? 15 đến 20 triệu ạ. 15 đến 20 triệu. Anh hỏi đây là hỏi để biết thôi nhé, về công việc thôi. Đó. Thì em đang quản lý ca sĩ VJ nào? Tất cả ca sĩ của ca sĩ DJ, tất cả mọi người kiểu khách cần thuê những ca sĩ nào DJ nào có thể cung ứng được. Là em kết nối đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà trong cái mạng lưới của em là có ca sĩ anh gà lòng rõ ràng chưa? Hay là mình chỉ là kết nối thôi? Em là kiểu giữa cầu kết nối cho tất cả mọi người ạ. À, là quản lý talent kết nối ha. Dạ vâng ạ. Rồi. Ok, em là một con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu thế sao? Em thì mà em không có điểm mạnh điểm yếu gì cả, nói chung là em kiểu một cô gái là nhỏ nhắn, kiểu em cũng nhỏ, em xấu thôi, người ta là em muốn tìm người bạn gái nhỏ nhắn là biết đôi chút là người quan tâm mình với vợ của mình, công việc của mình. Tại sao mà em về lớn về về độ tuổi thì còn khá là trẻ ấy, và anh nghĩ là cái công việc của em, cái công việc của em thì sẽ tiếp xúc với lại có bạn gái rất nhiều trong cái môi trường nghệ thuật đó, thì tại sao phải lên mạng muốn hẹn hò? Dạ em thì em cũng muốn yêu các bạn gái ở trong môi trường đó, vì chung là nhiều vấn đề khác xảy ra nữa, nên em muốn đăng ký chương trình này, em muốn tham gia tìm một bạn gái trung thực của mình. Anh chưa hiểu nhỉ? Có nghĩa là nhiều vấn đề khác xảy ra là sao? Em làm một trong môi trường đấy, chung là nhiều cái em cũng không thể nói chương trình ấy, thì trong môi À. trường đấy nhiều cái vấn đề khác. Có nghĩa là làm trong môi trường nghệ thuật thì tìm được bạn gái nó không có thật đúng Đó, đúng rồi. không? Thì lên bạn muốn hẹn hò để tìm một người bạn gái thật lòng với mình hơn. Rồi. Rồi, ok. Còn điều gì em yêu cầu về bạn gái nữa không? Đấy, thôi em chỉ yêu cầu một cái, nhưng mà làm Hà Nội với một tầm cao 1m57 m58 mà tầm À. đất thì em thấp, nhưng mà em cũng không cao, mà em chỉ yêu cầu những bạn gái như vậy thôi ạ. Ê, Tài à, mấy cảm ơn mình nhau. Có sáu á. Mấy sáu á? Đó, em thấp. Ồ, thấp. Rồi, ok. Tôi coi nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với em, xong rồi em cố gắng sắp xếp thời gian và bay vào nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Anh nói thật là nếu mà tham gia bạn muốn hẹn hò ấy, thì mọi người cũng biết đến em nhiều hơn, nó cũng tốt cho công việc của em. Dạ vâng, dạ, anh cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Ok, cảm ơn em. Dạ vâng. Dạ alo, em chào anh nhá. Thì anh giới thiệu một số những cái điểm mạnh, một số những cái thông tin cá nhân về bản thân của mình như họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, lại để cho anh em mình biết về nhau cái đã. Em tên là Mạng 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 mạng, anh Mạnh cầm cầm máy lên rồi em cái ha, Vâng. tại vì mạng nó đang không có ok. Vâng. Em tên là Bùi Văn Mạnh ạ. Em sinh năm 1992, quê ở Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang. Dạ. Em nghề nghiệp của em này, em bán lấy xúc.
rồi. Vậy thì bây giờ anh mong muốn điều chuyển tình cho mình người bạn gái như thế nào? Dạ, nói chung là cũng một người nói chung là dịu dàng một chút về vấn đề đối nội đối ngoại gọi là tạm ổn. Nói chung em không cầu kỳ lắm, chỉ cần nói chung là hiền, dịu dàng, nói chung là... cao thì chiều cao thì khoảng 1m55 trở lên. Dạ rồi. Vâng, gọn gàng sạch sẽ thế là được, không có gì cầu kỳ đâu anh ạ. Dạ rồi, ok anh. Nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì anh bay vào được không ạ? Dạ có được ạ. Em đã dạ. Sẵn sàng rồi, sắp xếp thời gian để vào. Dạ ok, em cảm ơn anh nhất. Hôm nay là cái buổi đầu tiên giao lưu để làm quen với anh, ý thông tin ban đầu của anh. Nếu mà chương trình tìm được người phù hợp thì sẽ liên hệ với anh nhé. Dạ vâng ạ. Dạ chào anh. Dạ vâng ạ, chào anh, em cảm ơn anh. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chào chị.